Chiều nay, ngày 25 tháng 12, đội tuyển Việt Nam đã có buổi rèn quân lần cuối, chuẩn bị cho trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2020. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo không gì khác là quyết tạo nên cuộc lội ngược dòng. Để giành chiến thắng thì không chỉ dựa vào ý chí mà còn cần phải có cả kỹ năng cũng như cộng thêm một chút may mắn nữa. Ở trận lượt đi, may mắn đã không mỉm cười với đội tuyển Việt Nam, dẫn đến kết quả bất lợi khi để thua đội bạn. Tuy vậy, theo đánh giá của huấn luyện viên Park Hang-seo tại buổi họp báo trước trận đấu, mặc dù khó khăn nhưng đội tuyển Việt Nam sẽ giữ vững tinh thần và cách chơi. Công việc của ông và các cộng sự là chuẩn bị các phương án hiệu quả nhất cho trận lượt về. Tại buổi tập chiều nay, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự trong ban huấn luyện đã rèn giũa rất kỹ cho các cầu thủ về đấu pháp sẽ áp dụng cho trận tái đấu với đội tuyển Thái Lan. Đã quá hiểu nhau về cả lối chơi lẫn con người nên trận đấu ngày mai hứa hẹn sẽ là cuộc đấu cần não từ băng ghế huấn luyện cho đến những diễn biến quyết liệt với các cầu thủ trên sân.